Thưa quý vị, với mục tiêu khơi dậy trong thanh thiếu nhi địa phương khát phòng sống đẹp, sống có ích, thời gian qua, thành đoàn Đà Nẵng đã phát động phong trào Ngày Ý Nghĩa. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào Ngày Ý Nghĩa đã có sự lan tỏa, mang lại nhiều năng lượng tích cực cho cộng đồng. Điều đặn thứ Bảy hàng tuần, đoàn viên khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng lại tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công, bộ phận một cửa cấp quận huyện xã phường Cùng với đó, đội hình lưu động do đoàn viên thanh niên làm nồng cốt cũng tỏa xuống các địa bàn dân cư tuyên truyền về chuyển đổi số cho người dân. Sở Tư pháp đã phối hợp với các tri đoàn hoặc là các cơ quan đơn vị có liên quan để tuyên truyền nâng cao nhận thức của công dân về lợi ích nộp hồ sơ trực tuyến. Phương thức thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ thông tin kịp thời tháo gỡ và khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hỗ trợ công dân giải quyết các thủ tục hành chính. Đây chỉ là một trong hàng loạt các phần việc nhằm cụ thể hóa phong trào ngày ý nghĩa do Thành đoàn Đà Nẵng phát động. Thông qua sự trải nghiệm, tham gia, đồng hành, cống hiến của thanh thiếu nhi từ các hoạt động của đoàn, như trong thực hiện mô hình chúng con luôn bên mẹ, chăm sóc, phụng dưỡng 98 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố, hành quân địa chỉ đỏ đến với các di tích cách mạng, di tích lịch sử, văn hóa, tham gia xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, vân vân. Phong trào ngày ý nghĩa đã góp phần lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Chúng tôi cũng xây dựng mô hình mỗi chi đoàn một địa chỉ yêu thương hướng cho các chi đoàn trực thuộc quận đoàn về uh, tham gia uh, sinh hoạt, tham gia giúp đỡ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn quận qua thông qua hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên. Với cái hoạt động một ngày một ý nghĩa này thì mong muốn của thành đoàn trong cái giai đoạn hiện nay thì qua đó các bạn hãy làm những công việc nhỏ nhất mà những viên nhỏ nhất này sẽ đóng góp lại cho cái xã hội và giúp cho người dân các bạn trẻ cũng như là truyền một cái động lực đó là đóng góp cái tuổi xuân của mình xây dựng một cái thành phố của mình ngày càng giàu đẹp văn minh Đi cùng với ngày ý nghĩa, Thành đoàn Đà Nẵng cũng đẩy mạnh chia sẻ thông tin trong hệ thống đoàn về cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp qua đó tạo kênh kết nối hướng đoàn viên tích cực trau dồi rèn luyện theo 12 tiêu chí hình mẫu thanh niên Việt Nam thời đại mới, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Đà Nẵng sống có trách nhiệm, có khát vọng cống hiến.